là đang quá thân vào nhân vật gì cả nhà mình vậy đây? Mụ Simla Bạch Tuyết cả nhà. Dạ Bạch Tuyết bị lỗi với cô bé Hoàng Khăn Đỏ đó. Cô bé Hoàng Khăn Đỏ. Nói nghe nè chị. Bữa nay em nghe được thông tin là chị đang dẫn con chị đi ngao du sơn thủy đúng không chị? Cái gì mày mẹ đó tao con. Mẹ. Dạ đây con dạ, nhận rồi dạ. Đây là mẹ, đây là con. Đây là mẹ, đây là con. Mà cái mặt con già hơn mẹ. Dạ. Không em nói chị trẻ chị. Mà cái vú chị hơi nhỏ nha. Dạ đây. Chị ơi, chị trang điểm là hết 108 rồi em. Mình chị nói nghe nè. À, ba cái vàng này vàng giả mang lát ngứa thì mẹ chị. Mình bán trà sữa chứ không phải mình đi thiện nguyện mà mình năn nỉ người ta chị. Nghe nè, ai? Ai đâu? Bà đổi cha mày ra. Bước ra liền. Mày bước ra chỗ khác liền. Lẹ, mày bước ra. Không, đang kêu ảnh mua đồ ăn ăn thêm đi. Nói nghe nè. Nhìn ảnh này đâu. Không có được gì hết trời á. Chồng đó kìa. Ai? Kìa. Nè. Chồng tao đó. Chồng này chồng tôi mọi người. Trời ơi. Chớ rồi. Đây nè, đứng gần đi, đứng gần trai đi. Đây, trước khi nói cho. Cái miệng mày bự mày không phải. Đây để Dung mày nói cho. Mấy anh chị ơi, mình đừng vì một nải chuối xanh mà 5-7 người dành cho mũ dính tay dạ. Dính tay trước đó. Em đi nói nghe nè, bây giờ anh mua cái viên chưa? Dạ. Cái đứa cho lên nhà cửa. 20 anh dạ. Ủa giờ lý do sửa liền đúng rồi nha. Bọn lẻ là mấy đứa hỏng hiểu không? Trà sữa là từ sữa của em. Đừng. Ủa anh cắp. Đừng có hình. Có chữ đây su. Đây chị. Chị ơi chị, cái con nhỏ này. Con nhỏ này theo chị làm gì vậy? Đem bình hộp bé xuống đây chị về bán trà sữa đi, bình hộp bé chị dạ. Tính ăn cắp bịch hạt chia giảm cân đó má. Trời ơi là trời. Đây. Ấy con quỷ. Tính tiền riêng anh ơi. Con đi bóp cái răng ra liền trời. Ê! Ủa không? Sao? Bột thịt cá rồi đó. Sao? Lộn má nó lộn. Bảy dầu đang nóng này. Cảm ơn anh. Chị. Ôi tôm nè, tôm nấy bự quá. Chị nói nghe nè. Tôm này hả? Cảm ơn. 3% là tôm. 97%. Chảo dầu nóng chị ơi, chảo dầu nóng. Là tôm gì, tôm chị? Tươi. Là tôm tươi. Có nói cái gì đâu mấy con này gì kỳ quá. Ủa nói nghe nè chị. Bán trà sữa. Đây. Bán trà sữa phải bán bánh kem đâu, đem cái dĩa ra ăn bánh kem vậy chị. Đẻ đứa này ra thiệt có đau mình, đau mẩy không được gì hết trơn. Tự nhiên đi vô đây đem cái dĩa. Làm như bữa nay sinh nhật. Chị ơi, đem con cái chuyện nó ra tem cái cổ vậy. Nãy giờ chị ngứa nãy giờ chưa nói vậy. Người ta nói rồi, tự nhiên đeo này đi, đem ngọc trai. Ngọc trai. Dạ đây ngọc trai giả cho cả nhà nha, đụng bằng giấy chì nha cả nhà. Dạ. Ủa mình nghỉ 2 ngày phôn. Dạ. Trời nó nghỉ 5 ngày quý vị. Đi từ thiện. Nghĩ nó đi từ thiện là quyết định là bữa nay bán 5 ngày là để coi bữa nay ngày mấy gì? Bữa nay bằng 1 hay là 5? 1, 2, 3, 4, 5 là tụi em nghỉ, tụi em đi đá banh nha mọi người. Ê! Tới ngày 6 là tụi em bán lại, mọi người quay lại là 7. Công an không ạ? Công an! Tại vì cái chiều mới chết. Trời ơi, cái quỷ la hết rồi. Mấy đứa này không muốn nòm lắm không? Ông bà con này nè, con này nè, con này nè. Đi về, không có chiên nữa. Đi về. Về với ổng rồi. Đi về. Chồng rước rồi. Chưa. Ê Phan, đợi lấy đồ. Đợi. Chồng này có sơn cá. Sơn cá không? Mày thử. Giờ anh vô đây anh phân bài giùm em. Anh có không? Hôm qua anh có. Rồi, trời. Trời, nó rồi. Cái con này là điện tử. Nó lồi cái sợi dây wifi đó anh. Nha. Nó phải mạng mạnh. Ủa tương chưa? Nó phải mạng mạnh nó mới chơi được. Tương chưa? Để tương mày ơi, vô dùm con hộp tương. Bóp cái bung ra liền luôn. Trời ơi. Bóp cái là bung dây ra rồi đó. My ơi, sao bóp con này nè. Không có này của này đó má. Rồi. Đây làm lẻ tay lẻ chân thôi. Thôi đừng có gờ cái này. Nó kêu gì mà kỳ vậy. Trời ơi, nó kêu gì mà. Cái gối ượt. Rồi mà bỏ bịch vô. Trời ơi, vô bán. Thằng ấy. Lấy đi. Thằng chắc đã. Nghe nè. Trời ơi, trời ơi. Mấy chị với con quá à. Trời ơi là trời, mày ăn xe người ta. Trời ơi trời, bà nội xuống xe, bà nội hư xe tao, bà nội ơi. Không có tiền mà trời đưa nón coi. Không đưa nón, tao đi gom ba cái hụi hàng chứ thật sự. Trời chồng chạy qua đây thì phải ối chồng của giờ của nhỏ em này chạy qua thì nè tiền nè giữ đi tao đi công chuyện rồi. Con có biết trời chăng vậy đâu. Chồng tiền về đi nè. Ê, đây để trả tiền lại bà nội. Về trước nha. Ba ngày về trước mới có.
chứ mà ngày hôm nay không có lấy cái gì hết trơn. Bữa nay là chính thức là đi ba sứa xuống xu này. Ngày xưa thì có thôi, nhưng mà bây giờ là không có vụ mà lấy tiền dự cũng hội là như trơn. Ngày xưa của xưa là 3 ngày trước thì nó có, bây giờ không có nha mọi người. Bây giờ là bỏ nghề đó rồi mọi người. Đừng có nghĩ vậy nha. Đừng quen tay nha. Quen tay thì cái tay thực sự cũng quen vậy thôi. Chứ không biết gì chứ. Trời ơi. Mọi người cái cảnh này khó quay lắm. Cho nên là mọi người tập trung quay cho mấy cảnh bộ Nhi phóng lên xe nha cả nhà nha. Rồi bên nào? Bên nào? Bên đây. Rồi lên xe. Nhảy lên. Nó lùn lắm, nó có 1m1 mà. Mà chiếc xe này nó cao 1m2 đâu có leo lên được. Ôm vô. Ê Phan, thôi mùa dầu mà không mà nội. Trời ơi, cái cục gì nó cấn vô cái tao. Rớt tóc giả của Nguyễn Nguyên. Không phải chị ơi, cái này là có đóng bảo hiểm, chị đang đội luôn đó. Cái gì nó cấn vô cái con này mà bự. Trời ơi, tay nó chấm vô. Khoan, anh ăn cắp cục giả giò phải không? Không, đi ra. Kìa, có thiếu nợ ta không, ta lại đòi kìa mẹ. Con ai đẻ ra thì chứ mẹ. Ai? Đi về nha. Mấy gì vậy con? Mấy anh né ra đâu vậy? Về đi. Chạy luôn. Đi được bao xa? Đùa rỗi lắm hả? Không. Mày, nhà ta nói giới thiệu thiếu. Tiếng Nga lậu. Tiếng Nga có bạc lậu. Dạ ha. Dạ. 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 Dạ, đây là bé đã chuyển giới rồi. Dạ chị. Nam sang nữ mọi người. Đúng rồi, cái chú bé hơi xệ nha cả nhà đây. Thì, đặc biệt người ta có chuyển giới phần trên với phần dưới. Con bé này đã tốn 7.000 đô để chuyển giới cặp râu. Nha quý vị nha, mới chuyển râu thôi. Còn tất cả đều là đồ giả nha mọi người. Trời ơi. Tất cả coi. Đều giả hết. Lại coi cái bên kìa, làm gì mà nãy giờ vô mũi hoài. Sao vậy? Gì vậy? Trời ơi. Cái gì vậy? Đây là cái phong cách của người mà Iraq rồi đó mọi người. Con là chị, con gái để lông nách để thể hiện cái sự con chị xịt cái mùi giống gì ba à? giống ba nó vậy? Giống ba nó gen di truyền của ba. Hồi đó là lúc mà em đi qua bên Iraq em lượm bơm á, vô tình em bị bơm nổ. Em ngủ quên, em đẻ ra hai đứa lượt luôn. Tao không biết ai hả? Ủa vậy là em của tôi đó hả? Em của con đó. Trời ơi. Gia anh tưởng hai mẹ con chứ. Dạ quý vị đang xem một chương trình đó là như cái xệ vú nha. Chili nha quý vị nha. Dạ con. Như chưa hề có cuộc chia ly. Rồi kéo cái ngực lên cho mẹ. Mẹ không có được. Con là dân cái cậu đồng là rồi. Con này tóc giả là tôi chết cho con này liền á. Ủa Sim. Hỏi mày tới nào kia Sim. Ủa tới một ly trà sữa con lẹ. Trời ơi khách biết. Sữa liền em. Có Sim là 2 ly bao tao nữa. Ủa vậy 2 ly con 2 ly. Ủa lẹ nữa. Trần hộ quá ha. Giờ bán trà sữa đó. Che miệng lại. Cái thời đại này là dịch. Cho nên đúng em che miệng lại. Em á, em mới tới là em phải che miệng lại. Những người đẹp không bao giờ bị corona. Có em là xấu đó là bịt lại giùm chị đi. Đừng mở ra. Dạ, tại vì những cái kênh YouTube này có con nít coi. Mà coi chúng em là con nít người ta rất là sợ. Ai con mày nó đang yêu thương mày gặp Sim chạy có kịp. Nó chạy lên kia nó chơi trọng hộ mà nó chơi sợ liền thấy không? Nó bỏ đi cô hỏi xíu ra. Mình đeo Phật á. Thôi giấu vô có gì đâu em. Hiểu không? Rồi chị giấu vô có gì đâu. Rồi giờ 2 ly hết rồi ăn gì để kêu luôn. Ăn phần 120 đi. Nghe 170 thì ăn chay nha cho nên chị ăn chay thôi 50 thôi em. Phần 50 thôi. Nghe 50 có tính quá. Ủa hay gì này la vô rồi. Có tính ghê vậy đó. Cái này là ai vợ thằng vô. Ờ biết ăn nè em. Đầu trâu mặt ngựa, đầu trâu mặt ngựa. Tháng 7 tôi chịu luôn quá. Đầu trâu mặt ngựa thì mọi người mình đang gặp qua nhân vật cá chê đen, cá chê trắng có hai con ngựa. Để biết tên thiên nha mọi người. Dạ. Nè hả? Nó uống trà sữa tôi 2 ly. Mà nó không ăn cái gì. Không ăn cái gì, ok đâu có sao đâu. Ghế này của Su Su ngồi thoải mái, ngồi ghế xanh là bể đầu mày đó Hường. Dạ. Nó chơi ăn cái gì nhiêu cân 20 lộn xộn nha, 5.000. Làm em 5.000 lộn xộn đi em, 5.000 lộn xộn. Làm em bị bắn lợn á, bị sai chấn tâm lý hả? Bị sai chấn tâm lý phải không cưng, nó nghe là bóc cho nó. Bỏ ly, cho người ta nó con bỏ vô giấy rồi chị mau. Ủa ta chị, ủa mình nói tôi đâu có hết 2 ly đâu mà. Cái mùi nó tôn nó nè. Ủa em mời chị qua mà. Ủa ai quen chị biết. Em mời chị qua mà người xin. Rồi giờ này hay bị quên. Quên chú đi quá à. Nhưng mà nó nghe nè. Rồi bây giờ là cá viên nhiêu nè cưng ơi, đằng nghe vui vẻ chị làm luôn.
nói luôn tụi chị bán cũng đắt, đúng không? Đủ thứ đi em, 50 đủ thứ, 50 Suzumi buộc em, cái quán này là em buộc vậy đó. Em lỡ vô ngồi rồi em nói là em tự giờ em mua bộ tóc giả thì được. Bộ tóc giả em mua cái gì mà thoát học vậy má? Ủa thì giờ chị ép tao mua thì em mua bộ tóc giả thì được không? Lệ Lệ, bây giờ em mua hai bộ tóc giả hai chị được không? Chị hỏi em vui không? Ấy chết mẹ con chị rồi. Lạnh quá mẹ ơi, bệnh mẹ ơi. Bệnh mẹ ơi, lạnh quá. Quên rồi mẹ ơi, bệnh mẹ quên rồi, rồi rồi đợi lên rồi, trời đồng con cao. Đồng con quý phái không mẹ? Quý phái không? Không, không. Phụ nữ là phải cao, sang chồng quý phái cũng khi mày giặt rồi. Con ủa chị, con chị là do hồi đó mua Mai Dương nó hạn chị không có lông em yên tâm. Con chị đó là nó lai cái mua Mai Dương nó còn lông nha, chị không có lai. Ơi ơi, bên đây là chuyện của đàn ông em nha, chị còn chỉ còn cái biết kỳ quá. Em tưởng tôi đâu là đá không thành đây rồi, đánh như cái dầu gió xanh vậy đó. Chị là biết gái danh giá. Nhà đàng hoàng. Ừ. Mà sao mũi quần má? Mũi quần nhăn đúp vậy bà nội? À, thì hồi nãy thật sự thì mình cũng có ủi đó mọi người. Rất là quyền quý. Là ra đường lúc nào cũng có người ủi đồ. Đúng rồi. Rồi. Mà dọc đường đi ra đây nè. À, nói chung là đường đồng tá khó đi. Cho nên cái quần nó hơi nhăn, không có gì chưa. Để đi xuống, để ăn hột tiêu hay gì vậy? Ê! Ê! Khu vực chị đứng phải không chị? Ủa? Nó tiệm màu luôn đó. Hèn chi, hèn chi chỉ sợ đau bụng cho nên cái mặt ông Phật Di Lạc chỉ làm bằng chai dầu gió xanh. Ôi! Không, cái này không phải. Đừng có đâu cái gì đó. Trời ơi. Con. Con quá mẹ ơi. Gái. Trời, gái đang làm gái luôn. Con gái đang làm gái luôn rồi. Hiểu nó không nghe luôn rồi. Cả nhà ra. Chân trong mà cái nhỏ nhỏ cái đầu nó bự như mà tỏi vậy đó. Đó là sao không tại vì nó nha. Là em sẽ nghỉ 5 ngày tới ngày 6 được em bắt đầu bán lại. Mọi người nhớ là tối hôm 1 tháng 7 đi cho đây nè. Cả nhà thấy là tụi em là trong nằm trong đội tuyển U23 của Việt Nam. Cho nên tụi em chuẩn bị vô mùa giải mới. Đó cho nên là năm vừa. Người đẹp cha quái giật mà điểm cho đang chạy công chuyện đó rồi. Đây là người đẹp, còn đây là quái dòng nha quý vị ơi, đây là dòng kim cô bắt yêu nha quý vị. Tháo cái dòng này ra thì nó sẽ quá, nó sẽ chi tiết cái lợi thành công muốn cho là nó sẽ làm quá nhiều. Bạn thì tắm xong cái mặt nó đập đỏ 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 bà nội cha mày. Bữa nay em nhìn mặt chị giống như Quỳnh Nga ghê. Chị em nói thiệt nha chị, hôm qua em nghe thông tin là chị mới đi tiêm càm rồi chị kim thêm mới đi luôn cái gì vậy chị? Sao tự nhiên nó lòi đó nè, nghe vậy nè, chỗ buồn cái này là cái chuyện thật sự. Tỉnh hồn chưa, tỉnh hồn chưa, tỉnh chưa, tỉnh chưa. Tiêm càm và tiêm thêm này luôn. Dũng vậy. Ma nhập tụi bay ghét tụi bay khổ buồn. Tìm mày làm trai đi coi, mày làm trai. Về nè. Mình không tin cả tôi tin với chị Châu luôn. Mình không tin với chị Châu luôn mà tin với cả. Thì cái tiền chị Châu thì để cho con gái chùa Châu rồi. Tâm đoan nếu người mới đứng ở chủ tiền của chị. Đúng rồi, con nó nghe là bà. Con gái mà đứng gần cái tủ tiền tôi hồi nãy đó. Bà thấy đi, tôi mắc mấy sâu cá viên đó, bà nhìn cái cổ con gái bà là cũng biết rồi đúng không? Mày lấy cá viên mà phôi khô mày làm cái này hả? Dạ không phải. Nhìn cái đèn chứ, nhìn chị sang nhiều nhìn cá chị giống mấy bà bắt cóc ghê. Mày trong đường dây bắt cóc hết phần. Ăn gì cơn? Bỏ ra không được. Cách kìa. Cơn. Vậy là đây hả? Đều ra đó hả? Đừng ăn lên đó. Trà sữa luôn đi, trà sữa luôn, trà sữa. Mình ăn mình hạnh phúc gì lắm. Tiền ơi, chồng mày về cho cái tiền. Tiền ơi. Nè. Chồng mày về rồi, mình ăn cái gì rồi. Để em thích ăn cái gì nè. Thanh cua. Con trai thằng Tòng Thụ. Nè. Cái cục đó hả em? Rong biển. Ủa dạ, tưởng là rong biển á. Ta tưởng rong biển. Tụi em ơi đừng quên là bên đây chỉ có trà sữa nữa nha. Cái dương chim mình có thể không ăn cũng được. Ngày nào cũng có. Nhưng trà sữa của chị là 3 năm chị bán có một ngày thôi. Ủa chợ đang sôi em rồi ăn cái dương chim vui vui nha. Lâu lâu ghé uống trà sữa mà nội. Trà sữa đó chị. Ok. Giá hàng trà sữa.
cái mền cô dép. Cô dép đi luôn rồi. Buồn quá. Trời ơi cái con này. Cái con này. Mày làm nhẹ tay thôi. Để tao dạy mẹ. Cái gì cũng có qua có lợi cho mày đi chờ thử mày cho lại tao 20 không được hả? Hả? Ơi. Ha thì nó cũng nói chung là cũng hơi chua. Ly trà sữa cho nó lẹ cái quỷ. Cái này. Chết mẹ đấy qua tiền nào ơi. Không có cần trả tiền đâu mình vui vẻ giờ mình tắng. Nè, lấy cái thẻ ra quẹt kẹt cả thẻ đi. Em ném ra nè, nghe khách nói chuyện là sao? Trà sữa hơi mắc quá trời. Phan. Mày nói gì? Chị xin lỗi em, ngày hôm nay là chị nấu hai nồi. Một nồi là trà sữa, một nồi là gà tiền thuốc mắt à. Mà chị không biết chị nên cái gì. Nhưng mà bây giờ lỡ rồi, em biết thuốc mắt nó mắc hơn ba cái trà đó. Mẹ uống vậy tao không đòi thêm tiền mà nó thôi à. Đúng không mọi người? Trời ơi, trà sữa. Cái tiền nguyên liệu trà sữa nó rẻ, thuốc mắt mới mắc. Mà này nó có ba mùi thuốc mắc, tôi lẽ ra có tính tiền. My ơi My, mình dùng đi trà đi My. Trời ơi mình nói đi đâu mà vội mà vàng mà dấp phải đá một hoàng phải dây dừng chân nó lại đây gian hàng trà sữa su su xin mời ngon mát thiệt quên quên không lẽ bán hàng mà không có được khóa học làm sao uống ngon.